Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người trong môn nghề. Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spyroom. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Something I Wanna Share. Bạn không phải là trung bình cộng những người mà bạn dành thời gian nhiều nhất. Mình viết bài này vì có suy nghĩ mà mình cảm thấy không đồng tình. Luôn tự tin khi có những người bạn giỏi giang và họ mặc định rằng mình cũng giỏi. Và bên cạnh đó thì cũng có những suy nghĩ rất là tiêu cực, kiểu như là mày nhìn nó đi, xung quanh nó toàn là những đứa không ra gì thì nó cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Bài này mình dịch từ bài viết Personal Growth, You're Not the Average of the People You Spend the Most Time With. Mình dịch và đưa ra quan điểm của cá nhân mình. Có nhiều thứ khó tiếp cận thì mình xin phép được lược bớt đi. Bạn là trung bình cộng 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất. Có lẽ là bạn đã nghe và thấy câu nói catchy này ở đâu đó rồi. Vào hết thì mọi người đều rất thích nó. Ai lại không muốn xung quanh mình toàn là những người khiến bản thân chúng ta phát triển, đúng không? Tuy nhiên, đó là một con dao hai lưỡi. Có những người nhìn câu nói trên một cách phiến diện. Ngừng chọn người thất bại làm bạn. Đầu tiên, làm sao các bạn có thể biết được là đâu là người thất bại và đâu là người thành công? Nếu gặp phải một người thất bại, bạn sẽ ruồng bỏ họ ư? Hoặc là thậm chí tệ hơn đi, điều gì sẽ xảy ra nếu xét trên tiêu chuẩn của một người nào đó, bạn là kẻ thất bại? Việc nhìn nhận câu nói trên theo nghĩa đen sẽ dẫn đến việc tiếp cận một cách đơn giản hóa, nguy hiểm và tạo ra sự vô cảm trong các mối quan hệ của chúng ta. Đơn giản hóa, bởi vì để thành công thì việc bạn chỉ dành thời gian cho đúng người là chưa đủ. Nguy hiểm, vì nó không tiếp cận được sức mạnh của ý chí tự do. Bạn có ảnh hưởng, không có nghĩa là bạn không làm chủ được hành động của mình. Vô cảm, vì nó sẽ chia con người ta ra làm hai nhóm. Một nhóm bạn muốn tham gia và một nhóm bạn muốn tránh xa. Và xét theo phương diện nào đó thì các bạn sẽ trở nên vô cảm với nhóm thứ hai. Ảnh hưởng cộng đồng là một con quái vật tò mò. You may fetter my leg, but Zeus himself cannot get the better my free will. Theo Epictetus, bạn được quyền chọn cho mình cách hành động. Không có ai có thể quyết định hành vi của bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. Trong cuốn sách The Neurophilosophy of Free Will, Henrik có phân tích về bản chất của ý chí tự do làm ba nhóm. Freedom, khả năng thực hiện các hành động khác nhau, trong hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể bị tác động, bị ảnh hưởng, nhưng bạn là người làm chủ hành động của mình. Intelligibility, có thể hiểu lý do tại sao bạn chọn hành động theo một cách riêng biệt. Còn urgency, bạn là người đưa ra quyết định và cách xử lý của chính bạn. Những thứ này có thể đồng nhất với hành động của bạn. Tự do ý chí là việc mà ta nhận ra rằng là mình làm chủ được hành động của bản thân mình. Tuy nhiên, cảm xúc, ý kiến hoặc cách cư xử của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi người khác. Bạn luôn chịu sự tấn công của xã hội, ngay cả khi bạn không nhận ra nó. Ảnh hưởng xã hội là một con quái vật tò mò. Nó có thể an ủi bạn, nhưng cũng có thể làm tổn thương bạn.
chúng ta muốn tuân theo quy tắc của một nhóm nhất định để có thể được chấp nhận ở trong đó. Sự tuân theo là khi chúng ta che giấu những suy nghĩ của mình do áp lực của xã hội và chạy theo số đông, sợ mình là người lạc loài. Sự đồng nhất hóa là một biểu hiện phổ biến khác của ảnh hưởng cộng đồng. Theo nhà tâm lý học Harvard Herbert Kaman, khi người mà bạn thích hoặc tôn trọng có những hành động làm ảnh hưởng đến bạn, và điều tệ hơn là suy nghĩ của họ sẽ trở thành của chính bạn. Những người bạn bỏ nhiều thời gian nhất sẽ quyết định bạn là ai, hay việc bạn là ai sẽ quyết định người bạn chơi cùng. 1. Tương quan không có nghĩa là nhân quả. Việc bạn chơi cùng với 5 người thông minh không giúp bạn thông minh hơn. Có thể là bạn đã thông minh sẵn rồi. Đó cũng chính là lý do mà tại sao bạn đi cùng với những người thông minh đấy. Thứ hai, tự do ý chí. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy là thói quen của những người xung quanh bạn có thể quyết định được tính cách của bạn. Sự lây lan béo phì và hút thuốc cũng được quy là do ảnh hưởng xã hội. Tuy nhiên, không phải mọi người trở nên béo phì hay là bắt đầu hút thuốc đều bị ảnh hưởng với những người khác. Ngược lại, có một số đứa trẻ đã thoát khỏi khu phố bạo lực và nghèo nàn, mặc dù chúng đã có những khoảng thời gian chung sống và tương tác với những người được coi là có những tính cách xấu. Nói đến đây thì bạn sẽ nhận ra rằng là nếu chúng ta có thể kiểm soát được ý chí của mình, thì việc bạn ở với bao nhiêu người cũng sẽ không ảnh hưởng đến bạn, cho dù họ có tốt hay xấu đi chăng nữa. You don't need 5 people. 1 people can change your life for the better. Thứ ba, ảnh hưởng là sự tác động qua lại. Bạn có thể ảnh hưởng bởi người khác và ngược lại. Trong một mối quan hệ, cả hai bên cần tìm ra được những giá trị của nhau, thì đó mới là một mối quan hệ bền chắc. Trong công việc cũng vậy, để trở thành một người lãnh đạo tốt, thì bạn không nên ích kỷ, chỉ làm những thứ tốt cho mình. Thêm vào đó, thì phải xem mình là thầy giáo, đồng thời cũng là học sinh, luôn luôn lắng nghe và suy ngẫm về những lời mà nhân viên nói với mình. Và câu hỏi luôn được đặt ra là làm sao để có thể giúp những người khác cùng thành công. Thứ tư, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đừng nhầm lẫn giữa việc có ảnh hưởng với ảnh hưởng. Triệu phú chơi với triệu phú, nhà chính trị chơi với nhà chính trị. Họ kết nối với những người có thể giúp họ đạt được những thứ họ muốn, chứ không phải là để họ tốt lên. Do vậy, nếu bạn muốn có mối quan hệ hay ho, thì hãy nâng cấp mình lên đi đã. Không có gì sai nếu xung quanh bạn toàn là những người giỏi. Vấn đề bạn phải hiểu rằng chỉ những người thành công và thông minh hơn bạn có thể làm cho cuộc chơi của bạn thú vị hơn. Một số điều để giúp bạn có thể có những mối quan hệ chất lượng. Thứ nhất, sức mạnh nằm trong mối quan hệ. Thành công của bạn không phụ thuộc vào những người bạn tương tác, mà phụ thuộc vào sức mạnh của mối quan hệ đó. Thứ hai, bạn có thể học từ bất cứ người nào. Mọi người xung quanh đều là thầy của bạn. Trước tiên, hãy sẵn sàng để tiếp thu và lắng nghe. Tự cao sẽ khiến cho bạn mất đi bài học lớn nhất của cuộc đời mình. Học cách tôn trọng ý kiến của người khác, có nghĩa là việc bạn không đánh giá cao ai đó không có nghĩa là người đó nói sai hoặc là không có giá trị. Thậm chí, kẻ thù của bạn cũng có thể dạy bạn. Đó chính là tấm gương phản chiếu của chính bạn ấy. Thứ ba, trở thành một ảnh hưởng tích cực. Mahatma Gandhi là một luật sư thành công ở Anh trước khi trở thành Father of Nation của Ấn Độ. Ông ấy nhận được danh hiệu cao quý này không phải bởi vì ông ấy thông minh, mà vì những hành động thành công của chính bản thân ông. Gandhi đã dẫn đầu cuộc khởi nghĩa giành lấy hòa bình cho Ấn Độ từ tay Anh. Bạn không cần phải trở thành một nhà hoạt động chính trị
hoặc là đi theo lối sống giản dị để trở thành một ảnh hưởng tích cực. Chỉ cần bạn đừng quay lưng với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp khi họ làm sai. Đó là lúc họ cần sự giúp đỡ của bạn nhất, và bạn sẽ trở thành một sự ảnh hưởng tích cực đến người đó. Thứ tư, tìm kiếm một người bạn đồng hành có trách nhiệm. Không ai có thể tự mình thay đổi thế giới, đặc biệt là khi chúng ta không thấy được khuyết điểm của chính mình. Một người bạn đồng hành có trách nhiệm không chỉ biến điểm mù của bạn thành điểm sáng, mà còn sẽ tạo cơ hội cho bạn thành công nữa. Thứ năm, chọn cách sống chung với những người đa dạng và khác bạn. Niềm tin của chúng ta sẽ khiến cho chúng ta mù quáng. Chúng ta nhìn thấy những gì mà chúng ta tin. Vì vậy, đừng chỉ vây quanh mình bằng những người thông minh, mà bằng những người có những quan điểm khác nhau. Một nhóm được xem là thành công nhất nếu nó có sự đa dạng. Để kết thúc thì mình muốn nói rằng, dù bạn là ai thì việc được vây quanh những người giỏi sẽ không giúp bạn giỏi hơn nếu như bạn không tự học hỏi, tự lái con thuyền của chính mình. Mọi thứ cần được chủ động, và điều quan trọng là phải biết giá trị của bản thân bạn là gì. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này, và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.